Xin chào tất cả bạn, mình tên là Hưng. Và như tuần trước mình đã giới thiệu với các bạn về cái dự án Cubic, thì hôm nay mình xin đi tiếp vào cái series của mình về cái dự án này. Như các bạn đã biết thì Cubic là một cái nền tảng mà giúp cho việc các bạn có thể trao đổi dễ dàng hơn. Nó là một cái nền tảng mà sẽ liên kết các những cái dự án thật, những cái quốc gia mà chưa có cái nhiều quốc gia mà hay thành phố ấy mà chưa sử dụng ứng dụng cái công nghệ mới được gọi là cái công nghệ blockchain này. Những cái dấu chấm đây được coi là những cái dấu chấm mà khi mà có Cubic ấy, thì nó sẽ kết nối lại những cái dấu chấm này lại với nhau. Thì trên đây là nền tảng như lần trước Cubic này. Thì như tuần trước mình có giới thiệu với các bạn về cái website của Cubic. Và Cubic nó sẽ đợt pre-sale sắp tới này. Nó sẽ public trong vòng 24 ngày nữa này. Thì để có thể tham gia được cái Cubic này thì bạn có thể vào trang web của nó là cubic.io này. Tuần trước mình có nói liên quan về cái những cái đánh giá, những cái cái website của nó, những mục đích của nó, Cubic nó sẽ là cái gì này. Thì hôm nay mình sẽ đi sâu vào trong cái ICO của nó. Lần trước cái ICO mình chỉ mới chỉ giới thiệu qua thôi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp về cái ICO, nó sẽ sử dụng cái ICO này để làm gì, và nó sẽ phân phối cái token này như thế nào. Như các bạn có thể nhìn thấy vào đây hai cái biểu đồ, thì bên trái của nó sẽ là cái biểu đồ token. Token của nó sẽ dùng cho bounty về arrow khoảng 2%, 3% trong đó là dành cho advisor. Thì đây là một con số rất là ít, thường thì bot advisor này nó sẽ đóng vai trò khoảng tầm 10 mấy% ấy. Public round của nó là 16%, tức là nó sẽ dùng để xoay vốn trong 16% này. Để đầu tư, cái quỹ đầu tư của nó là 20% này, và dành cho founder và core team là 23%. Vậy là dành cho advisor riêng, dành cho board advisor là 2% này, còn core team và founder là 23%. Team này rất là mạnh này, nó chiếm khoảng tầm 26%, bình thường nó sẽ chiếm khoảng tầm 10 mấy% thôi. Và đợt pre-public round cho những pre-public này, cho những vòng pre-round và public round ấy là 36%. Đây, bạn thể nhìn thấy ở trên cái biểu đồ này. Còn tiếp tục là cái fund của nó thì như thế nào. Fund của nó thì dành cho partner là 5%. Partner là những người mà liên kết ấy, những đối tượng cộng tác viên ấy. Legal là 7,5%, operation là 12,5%, technology là 15%, promotion và marketing là 15%, reserve là 15%, liquid là cái 30%, liquid chính là cái nền tảng của nó ấy. Đó, các bạn có thể vào trong cái nó để mà nhìn thấy hai cái biểu đồ của nó, để rồi biết là cái token của nó sẽ phân phối như thế nào và cái quỹ tiền mặt của nó sẽ phân phối như thế nào. Thì trên đây roadmap của nó này. Roadmap của nó bắt đầu từ cuối năm ngoái. Cuối năm ngoái thì nó phát triển cái dự án Internation này, và cái dự án một cái dự án nữa là cái dự án Phenomic Study này, nghiên cứu về khả năng tính khả thi của dự án này, và nó đo tính khả thi. Đấy là mới ra giai đoạn khởi đầu thôi. Thì đầu năm nay, nửa đầu năm nay thì nó bắt đầu nó chạy dự án và nó thành lập công ty này, thành lập bằng trên dựa trên pháp lý này,
giải quyết cái vấn đề pháp lý tại Manta, tạo cái white paper đầu tiên này, tương tác đối với các nhà đầu tư thiên thần và các sheet này, hạt giống, nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư hạt giống đấy, các angel, các sheet đấy. Tháng quý quý 3 là cái quý hiện tại này, nó sắp kết thúc rồi, nó thực hiện dự án này, ra mắt các kênh Cubic này, bắt đầu cho cái vòng ICO của nó này, phát hành ra exchange shop beta này. Đó thì cuối năm, trong tháng 4 và tháng 5 này nó đồng phát vừa thực hiện thêm này, đó là tích hợp cái dịch vụ tài chính với Cubic này, kết thúc vòng pre-sale này, thay đổi cái go live, nó là vòng chung của vòng giữa của cái DGE và nó sẽ khuyến mãi toàn cầu sang quý, từ quý 1 năm, từ năm sau rồi thì nó bắt đầu phát triển cái những cái app của nó, nền tảng cái Cubic Chain này và Cubic Exchange dựa trên cái nền tảng blockchain này. Vậy là nó sẽ tạo ra một cái nền tảng riêng cho nó gọi tên là nó là Cubic Chain, thiết kế lại nền tảng và cải tiến liên tục, cải tiến. Hứa hẹn là nó sẽ thay đổi cái nền tảng, nó không dùng cái nền tảng blockchain mà nó sẽ phát triển một cái nền tảng mới, nó không sử dụng cái nền tảng sẵn có sẵn nữa. Trên đây là cái phân bố token này và việc phân bố fan của nó, rồi roadmap của nó. Hy vọng là những cái thông tin trên đây mình có ích cho các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.